tôi là Thắng. Trong cái video hướng dẫn ngày hôm nay thì tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái cách làm con ve 2 từ cái lá cọ. Đây là lá cọ. Ngoài cái lá cọ này các bạn có thể làm trên lá dừa hay là tất cả những cái lá mà có đỉnh dạng như lá dừa. Ngoài ra thì cũng có thể làm trên duy băng đều có thể được. Bây giờ thì mà các bạn quan sát cái cách tôi làm.